Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Bài biên tập chương trình xin gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mới đây, trao đổi riêng với phóng viên, ông Lê Diễn, giám đốc nhà hát nghệ thuật Phương Nam cho biết, ông đã tìm hiểu clip trình diễn của hai anh em quốc cơ quốc nghiệp trồng đầu chạy xe mô tô sau khi có nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, đánh đồng màn trình diễn của hai hoàng tử siếc như vi phạm trước đó của người mẫu Ngọc Trinh. Theo ông Lê Diễn, clip trình diễn của hai anh em quốc cơ quốc nghiệp phục vụ quay phim, ghi hình quảng bá sản phẩm cho một doanh nghiệp. Quá trình quay phim, ghi hình đều có các thiết bị bảo vệ an toàn như xe cần cẩu nâng người, dây bảo hộ đi kèm. Ông Lê Diễn nhận xét, đây là các hoạt động làm phim được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng như thế thì không thể đánh đồng với việc cao hứng tự biểu diễn trên mô tô. Cũng theo ông Lê Diễn, diễn viên siếc tại nhà hát Phương Nam cũng có những màn trình diễn siếc trên xe mô tô, xe đạp họ đứng lên khi lái mô tô, thậm chí nắm tay nhau chạy xe hàng hai, hàng ba trên sân khấu. Đó là các phần trình diễn chuyên môn của siếc và không thể xem các diễn viên trình diễn như thế là vi phạm quy định về an toàn giao thông. Ông Lê Diễn nói thêm, các diễn viên đó trình diễn trên sân khấu là hoàn toàn hợp lệ, còn nếu đi ra đường, ra không gian công cộng mà tự ý trình diễn như vậy thì hoàn toàn sai. Chạy khơi khơi ngoài đường mà tự ý làm như thế thì pháp luật có đủ cơ sở xử lý. Trước đó, công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp chạy xe vừa siếc trồng đầu trên địa bàn. Ông Lê Văn Tuấn, trưởng công an phường An Khánh xác nhận địa điểm trong clip quảng cáo của hai nghệ sĩ siếc được thực hiện tại địa bàn phường. Theo công an thành phố Thủ Đức, công an đã làm việc với các bảo vệ ở khu vực này và bước đầu xác định sự việc diễn ra cách đây chừng vài tháng. Video hậu trường cho thấy hai nghệ sĩ siếc trồng đầu có sự giám hộ của thành viên đoàn làm phim có dây bảo hộ, dây buộc, có xe cấp cứu túc trực và có chuyên gia tham gia bảo đảm an toàn. tuyến đường họ thực hiện thuộc khu trung cư ở phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, có rào chắn để bảo vệ. khi hai anh em nghệ sĩ siếc di chuyển có xe cẩu giữ dây bảo hộ đi bên cạnh suốt quãng đường. còn video đang lan truyền trên mạng là đã được đoàn làm phim biên tập cắt hết các phần hỗ trợ này. làm việc với công an thành phố Thủ Đức, quốc nghiệp tường trình là thực hiện theo hợp đồng quảng cáo, có giấy tờ chứng minh đồng thời đơn vị quay cũng đã xin phép cơ quan quản lý địa phương. Khi thực hiện, đoàn làm phim có nhiều người trang thiết bị như video hậu trường thể hiện. Sau vụ việc này, cư dân mạng bất ngờ vì cho rằng anh em Hoàng Tử Siếc Quốc Cơ Quốc Nghiệp vốn là những người rất nổi tiếng. Thế nên, việc hai nghệ sĩ thực hiện đoạn clip này có ảnh hưởng đến những người trẻ, đặc biệt những người thần tượng hai anh em Hoàng Tử Siếc. Điều đáng nói là đoạn video clip hình ảnh này được lan truyền trong thời điểm nữ hoàng nội y Ngọc Trinh vừa bị bắt tạm giam vì có những hành động lái xe phân khối lớn ẩn chứa yếu tố nguy hiểm khi thực hiện các động tác thả tay, tạo dáng làm xiếc trên xe. Chiều ngày 21 tháng 10, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể theo thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, Sở đã nắm được thông tin vụ việc hay nghệ nghề xiếc quốc cơ quốc nghiệp quay quảng cáo không đội mũ bảo hiểm làm xiếc trên xe. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, hai nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp đã vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ về các quy tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với xe mô tô, xe gắn máy. Luật sư Cường giải thích, trong trường hợp hành vi được xác định đến mức nguy hiểm cho xã hội, thì cả nghệ sĩ và doanh nghiệp thực hiện hoạt động quảng cáo đều có thể bị xem xét xử lý với những chế tài nghiêm khắc với đề này, này cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi, làm rõ trình tự thủ tục thực hiện hoạt động quảng cáo, đánh giá tác động của hành vi đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử lý bằng những chế tài của pháp luật phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Trước đó hãng xe máy điện Datsun đã gây tranh cãi dữ dội khi tung video quảng cáo dòng sản phẩm mới Quan Tung với sự góp mặt của hai nghệ sĩ Siếc Quốc Cơ, Quốc nghiệp đoạn video quảng cáo gây tranh cái hình ảnh diễn viên không đội mũ bảo hiểm làm xiếc trên xe. Trong video này, hai nhân vật chính là quốc cơ quốc nghiệp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm thực hiện màn trình diễn xiếc trồng đầu khi đang điều khiển xe. Hãng xe cũng khuyến cáo phần trình diễn của nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực kiểm soát. Tuy nhiên, clip quảng cáo vẫn tranh cái dữ dội cho khán giả. Nhiều người cho rằng đoạn clip gây ảnh hưởng xấu đến những khán giả trẻ đặc biệt là những người thần tượng, quốc cơ và quốc nghiệp. Một tài khoản bình luận, nghệ sĩ mà thế này là lại xử phạt nghiêm khắc rồi. Người xem khác bày tỏ, thể hiện ở đâu cũng đúng, nhưng thể hiện trên phương tiện trên đường bộ mà không đảm bảo an toàn thế này lại gây dối trật tự công cộng rồi. Một người xem nêu quan điểm, không hiểu vì sao người nổi tiếng mà làm được như vậy luôn. Để xem lần này có bị xử lý giống Ngọc Trinh không? Một tài khoản thắc mắc. Bên cạnh đó, một số tài khoản lên tiếng bênh vực mong mọi người xem xét kỹ vấn đề trước khi lên tiếng chỉ trích. Nhiều cư dân cho rằng cần xem xét việc lái xe này đã xin giấy phép và đảm bảo các vấn đề an toàn hay chưa. Ngày 21 tháng 10, phòng cảnh sát giao thông PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin đang phối hợp với công an thành phố Thủ Đức xác minh làm rõ hình ảnh clip nghệ sĩ siếc quốc cơ quốc nghiệp có hành động chồng đầu lên nhau trong khi đi xe máy đang di chuyển trên đường. Giữa lúc vụ việc Ngọc Trinh bị tạm giam còn là đề tài bàn tán, hành động diễn siếc của quốc cơ quốc nghiệp khiến dư luận thêm gây tranh dữ dội. Theo tìm hiểu, hình ảnh hai anh em nhà hoàng tử siếc chồng đầu lên nhau khi đi xe máy đang di chuyển được cắt ra từ một clip quảng cáo tầm 30 giây. Clip này được đăng tải vào buổi sáng là hoạt động quảng bá ra mắt dòng xe mới của nhãn hàng. Tuy nhiên, đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày thì nhãn hàng này đã tháo bỏ clip quảng cáo của quốc cơ quốc nghiệp trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Trên kênh YouTube của thương hiệu này, clip gần nhất được đăng tải là vào khoảng 9 giờ trước. Nội dung không liên quan đến quốc cơ quốc nghiệp. Hành vi làm xiếc trên xe máy điện bằng hình thức trồng đầu lên nhau khi tham gia giao thông là hành vi rất nguy hiểm. Nếu không may tai nạn xảy ra thì hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng hành vi này có thể tác động những tâm lý tiêu cực cho người tham gia giao thông, đặc biệt là cho những người trẻ sử dụng xe máy điện. Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thì hai nghệ sĩ này có thể còn bị xử lý hình sự, theo quy định tại Điều 318 về tội gây dối trật tự công cộng, giống như trường hợp của Ngọc Trinh và trường hợp của hai vợ chồng làm siếc trên xe SH trên đèo Hải Vân vừa qua, chứ không đơn giản chỉ là áp dụng chế tài hành chính. Luật sư Cường nói: Đối với đơn vị thực hiện hoạt động quảng cáo, cơ quan chức năng sẽ làm rõ doanh nghiệp này có thực hiện hoạt động quảng cáo theo đúng quy định của luật quảng cáo hay không, việc quảng cáo có xin phép và được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức thực hiện hoạt động quảng cáo như vậy hay không để xử lý theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Quốc Cơ được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 28 tuổi, Quốc Nghiệp vào năm 26 tuổi, hai anh em tập xiếc từ lúc 4 tuổi và bắt đầu biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 1999. Trong sự nghiệp, quốc cơ quốc nghiệp đã bốn lần lập kỷ lục Guinness Thế giới. Gần đây nhất là vào tháng 2 năm 2023, quốc cơ quốc nghiệp lập kỷ lục Guinness cuối với màn trồng đầu leo 10 bậc thang, di chuyển trên đường rộng 50cm, dài 10m, sau đó đi xuống 10 bậc trong 1 phút 55 giây.